그거구나. 꼬불꼬불한 길. 아, 여기, 여기구나. 어제 우리 버스 타고 일로 올라왔어? 어. 와, 위험하다. 시원한데, 여름 날씨인데 억수로 시원하지? 시원한데 한복대기 올라가면 약간 춥던데. 좀 살살해. 춥던데 어저께는. 저분이? 관광 가이드. 만약 우리 여기 있으면 해준대. Cháu đi sâu xong ra cháu cũng phải mất tiền cũng như họ 20.000 một người. Đi sâu luôn. Tiền điện chứ không phải tiền phí thôi. Thế là mình sáng dùng dịch vụ. Vào xong đấy, vào trong đấy xem tí. Cứ vào trong đấy là mẹ đi dò sâu thì mình sẽ thuê điện. Vâng, nếu mà đang quanh ở đây thì không có ra luôn đấy. Mình cứ đang quanh ở trong cái bóng điện ngắn thì không có gì, nhưng mà đi phâu thì mới mất. Đến cửa hàng ngó xem, nếu mà thích vào thì thuê. Xuống xem thực tế. Ờ, đi thì bảo chú để điện. Dạ vâng ạ.
아, 여기 시원하다. 근데 지금 봐봐. 내려갈 때는 문제가 되지 않는데 올라올 때 문제가 된다고. 어? 들어가는 길 맞아? 못 들어가겠는데? 근데 이분들 왜 따라와? 근데? 어? 예. 이거 오빠 못 들어가겠는데? 어, 이거 너무 좁아서, 오씨. 어, 이게 무슨, 뭐 하는 거야, 지금? 아유. 그냥 나갈래? 아유. 어떻게 올라올 거야? 어? 그래. 어? 나가서 빌래? 아니 굳이 깊이까지 들어갈 필요가 없잖아. 뭐 보고 있어? 얘 들 안 해? 제가 끊기잖아. 가자. 뭐 못 지나다닌단 말이야 이래 되면. 12kg. 봐. 조금 더 들어가잖아. 불 끊어버리면. 응. 오도 가도 못해. 응. 안 그래? 렌케 하면 나 고해반. 난 나 삐나. 고해반 나 삐. 여기 한번 들어가 보자. 여기까지만 있어? 어. 가자. 나가자. 근데 여기 좀 시원하다. 어? 좀 앉아있다 갈까? 시원하니까. 어, 물 떨어진다. 고구마? 좋지. 과 많이 나야지. 어, 하나만 먹자. 이거 삶아서 구운 거야. 네? 삶아서 구운 거야? 응. Còn những cái đồ mà bố em may thành phẩm thì nó sẽ như kiểu nó sẽ may ít hơn, thêm ít hơn. Cái này là đồ của dân tộc nào? Bố em là người Dao. Chị ăn thêm nhiều đây. Dạ. Chị chốt xôn người. 이거 직접 손으로 한다고? 어. 그림 없고 그림 없고 그냥 자기 스스로. 스스로 했다고 이걸? 나 이렇게 명발 되면 나 이런 건 진짜. 진짜요? 양면이다. 나 지금 뭐 태워 được những cái đường như này. Là bước đầu tiên mình phải theo được cái đường đi hình. Tự theo. Vâng, cái này toàn bộ bố em tự làm hết. Cái này sẽ là cái đuôi áo ở đằng sau. Nên nó sẽ rất là to và dài. Cái này thì gần 1 mét vải. Bố em chỉ thêu những cái đường trước như này. Xong dần dần bố em sẽ thêu ra màu vàng như này nữa. Xong lại đến màu trắng. Xong các đường bé bé ở đằng này như mặt này thì lát nữa bố em lại sẽ đi thêm những cái đường như này vào. Xong mới hoàn thành được. Wow, chị khéo tay ghê. Cái này nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều.